tá tràng, đoạn đầu tiên của khoa ruột non của mình á, đúng không? Nó được ghi nhận trong một cái phần giải phẫu được gọi tên là giải phẫu khối tá tụy hoặc là giải phẫu của tá tràng và tụy tụi em, vì là cái phần đầu của ruột non này là đoạn tá tràng nó của mình, nó khá là đặc biệt, nó liên hệ khá là mật thiết với lại cái tạng đặc trong mỗi bộ chúng ta, liên quan đến chức năng của hệ tiêu hóa của mình, đó chính là tụy. Nên là hai ông này liên hệ rất là mật thiết với nhau, đúng không? Về hoạt động chức năng cũng như là liên quan đến giải phẫu của nó, nên là người ta tách riêng hai ông này riêng ra và trình bày trong một cái bài người ta ghi nhận là giải phẫu khối tá tụy hoặc là giải phẫu của tá tràng và tụy. Thấy chưa? Thì khi chúng ta ghi nhận phần giải phẫu của những cái tạng này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ lần lượt đi qua những đặc điểm đó của nó, vị trí hình thể ngoài, hình thể trong, mạch máu thần kinh liên quan của nó ra làm sao ở trong đó thôi. Đấy nha. Thì đầu tiên là cái anh tá tràng của chúng ta ha, thì đoạn đầu của phần ruột non của mình được gọi tên là tá tràng đây nè, thì nó nằm sát cái thành bụng ở phía sau của chúng ta. Đấy nha. Tức là nó nằm hơi sâu ở trong ổ bụng của mình, chứ không phải là nó nằm sát cái thành bụng phía trước giống như là cái quai hổng tràng và hồi tràng khi nãy kia của mình đó tụi em. Quai hổng tràng và hồi tràng thì nó nằm rất sát với thành bộ phía trước của mình đó tụi em. Đấy nha. Trong khi đó cái quai mà đầu tiên của ruột non này đó là tá tràng thì nó lại nằm sâu ở trong ổ bụng hơn, gần cái phần cột sống của chúng ta hơn, đúng không? Cũng như là gần các cái mạch máu mà chạy trước cột sống của mình hơn, như là động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới kia của mình đó tụi em. Đấy nha. Nên là cái tá tràng này nó nằm hơi sâu ha, trong phần ổ bụng đó của chúng ta, người ta gọi là nằm sát cái thành bụng sau, đúng không? Nằm trước cuộc sống và các cái mạch máu trước cuộc sống của mình. Về mặt hình thể ngoài thì người ta ghi nhận là tá tràng chúng ta nó có hình dạng giống như hình chữ C, chữ cờ á, đúng không? Đây, nó có hình dạng giống như chữ cờ, nó giống thiệt, đúng không? Đấy nha. Và cái hình chữ C này của mình thì về mặt giải phẫu học người ta cắt cái chữ C này của mình ra làm 4 phần nhỏ tụi em. Đấy nha, đó là phần trên, phần xuống, phần ngang và phần lên của nó. Đấy nha. Thì phần trên của tá tràng, đây là phần mà người ta ghi nhận là nó có một cái đoạn có khả năng di động được của tá tràng, đúng không? 2/3 đầu của phần trên này, đấy nha, thì nó hơi phình ra giống như củ hành, người ta gọi đó là phần hành tá tràng. Đây là phần mà nó nối với lại cái môn vị của mình đây này tụi em nè. Tức là hết phần môn vị thì nó sẽ đẩy qua cái phần tá tràng này cho mình, đúng không? Đấy nha. Và cái đoạn đầu tiên của tá tràng đó, người ta ghi nhận đó là cái phần mà có khả năng di động được của tá tràng. Cụ thể là 2/3 đầu của cái phần trên này của mình đó tụi em. Hơi phình ra giống như củ hành tụi em. Do đó tụi em hay nghe người ta nói là hành tá tràng đó, đúng không? Thì 2/3 đầu của phần trên này là cái phần mà người ta ghi nhận có hai đặc điểm sau đây. Một đặc điểm là đây là phần mà cái mặt giữ, cái mặt treo của nó khá là lỏng lẻo, đúng không? Nên là cái phần này là phần mà có khả năng di động nhất của cái anh tá tràng đó của mình. Và đây là phần mà nó tập trung chủ yếu những tổn thương viêm hoặc loét nếu có ở tá tràng của mình nè. Tụi em có nghe nói đến một bệnh lý khá là thời sự, đúng không? Liên quan đến cái anh dạ dày tá tràng của mình, đúng không? Đó chính là viêm loét dạ dày tá tràng đó, đúng không? Thì khi mà trên lâm sàng người bệnh có tổn thương bệnh lý mà được nhận định đó là viêm hoặc là loét tá, thì người ta thấy phần lớn chủ yếu là viêm loét đó nó xảy ra ở cái phần hành tá tràng của cái anh tá tràng của mình đó tụi em. Thấy chưa? Thì cái phần hành tá tràng đó là 2/3 đầu của phần trên. Có bạn nào muốn hỏi gì cô hả? Bạn nào mở mắt ra muốn hỏi gì cô hả? Có bạn nào mở mắt ra muốn hỏi gì cô hả? Mấy đứa có hỏi gì cô hả? Dạ không cô. À, không hỏi hả? Thì nhớ cùng cô ha, phần trên của tá tràng nè thì người ta chia ra làm hai đoạn tụi em. Đó là 2/3 đầu và 1/3 sau. Đấy chứ, thì 2/3 đầu của phần trên người ta gọi đó là cái phần hành tá tràng đó tụi em. Phần này nó hơi phình ra giống như củ hành vậy á, đúng không? Và phần này nó có hai đặc điểm, cô nhắc lại ha. Một đặc điểm đó là phần này là phần có khả năng di động dễ dàng nhất, đúng không? So với các đoạn còn lại kia của tá tràng của mình đó tụi em. Và phần này là phần mà nó tập trung chủ yếu những tổn thương viêm hoặc loét nếu có của tá tràng của mình đó tụi em.
lại nha. Phần thứ hai của tá tràng đó là phần xuống của tá tràng của mình á, thấy nha. Nó phần trên của tá tràng này thì nó tương ứng cỡ tầm đốt sống thắt lưng một của mình đó tụi em, thấy nha. Tương ứng với lại là đốt sống thắt lưng một của mình kia ha, thấy nha. Bắt đầu là hết phần trên thì nó sẽ bẻ gốc để mà nó chạy xuống nè, chạy liên tục từ đốt sống thắt lưng một đó ngang đến đốt sống thắt lưng ba của mình đó tụi em, và nó chạy hoàn toàn ở phía bên phải của cái đốt sống thắt lưng 1 cho đến 3 đó của mình, đúng không? Thì cái phần đó của tá tràng người ta gọi đó là phần xuống của tá tràng, thấy chưa? Nằm hoàn toàn phía bên phải của đốt sống thắt lưng từ 1 cho đến 3 kia ha, đúng không? Và nơi mà nó bẻ gốc từ cái phần trên qua cái phần xuống này thì cái vị trí bẻ gốc đó người ta gọi đó là gốc tá tràng trên, hoặc là người ta có thể gọi gọn là gốc tá trên, thấy nha. Khi mà nó chạy xuống ngang đến phần đốt sống thắt lưng 3 ở phía bên phải của đốt sống này rồi thì nó sẽ chạy ngang qua, vắt ngang qua phần đĩa giang của đốt sống thắt lưng 3, 4 này của mình, đúng không? Để chạy qua phía bên trái của bụng của mình đó nè, thấy nha. Thì phần đó của tá tràng người ta gọi đó là phần ngang của tá tràng, thấy chưa? Và cái vị trí mà nó cũng bẻ gốc từ cái phần xuống đó, bẻ gốc để mà chạy qua tạo thành cái phần nằm ngang kia, thì nó cũng tạo cho tá tràng chúng ta một gốc ở vị trí đó, người ta gọi đó là gốc tá tràng dưới, hay còn gọi là gốc tá dưới, đúng không? Vì cái phần ngang này là phần mà vắt ngang qua cái cột sống thắt lưng của chúng ta, nó ngang cỡ tầm đĩa giang đốt sống thắt lưng 3-4 đó của mình, đúng không? Nó tựa lên trên phần đốt sống thắt lưng mà, tựa lên trên một cái cấu trúc cứng chắc như vậy đó, đúng không? Nên là người ta ghi nhận là cái phần ngang này của mình khi mà nó có một cái sự chấn thương vào trong ổ bụng chúng ta theo hình thức là đụng dội, tức là va chạm á, đúng không? Vào trong ổ bụng nó của mình á, đúng không? Đập vào trong ổ bụng của mình nè, va chạm vào trong ổ bụng nè, đúng không? Thì khi đó người ta sẽ thấy rằng là trong bốn cái đoạn của cái anh tá tràng này của mình thì cái đoạn mà nằm ngang này hay còn gọi là phần ngang của tá tràng thì đây là cái phần mà nó dễ bị tổn thương khi mà có sự va chạm vào trong ổ bụng của mình đấy, thấy chưa? Và cái phần này nó vắt ngang qua cột sống thắt lưng của chúng ta, do đó nó cũng liên hệ với lại một số các cái mạch máu lớn của chúng ta nằm ở trong phần ổ bụng đó của mình đó tụi em, nó là động mạch chủ bụng hoặc là tĩnh mạch chủ dưới của mình đây, thấy chưa? Khi mà nó chạy ngang qua phần cột sống thắt lưng tương ứng với lại đĩa giang đốt sống thắt lưng 3-4 đó rồi thì nó lại tạo thành một cái đoạn của tá tràng lại chạy quật ngược lên phía trên, đúng không? Lại ngang cỡ tầm đốt sống thắt lưng 3 hoặc đốt sống thắt lưng 2 đó của mình, đúng không? Thì cái phần đó của tá tràng được gọi tên là phần lên của tá tràng, thấy nha. Và cuối cùng nó sẽ bẻ gốc để mà nó nối vào cái phần hổng tràng kia của mình. Thì nơi mà nó bẻ gốc để nối từ cái phần lên của tá tràng qua cái phần hổng tràng đó của chúng ta thì nó cũng tạo nên cho cái phần tá tràng chúng ta có một gốc ở vị trí đó, người ta gọi đó là gốc tá hổng tràng, thấy nha. Như vậy tụi em để ý, tụi em lưu ý ha. Phần tá tràng đó của mình thì được chia ra làm bốn đoạn nhỏ, đúng không? Đó là phần trên, đúng không? Phần xuống, đúng không? Phần ngang á, và phần lên, thấy nha. Giữa cái phần trên và phần xuống thì nó tạo nên cái gốc tá tràng trên, giữa cái phần xuống và phần ngang thì nó sẽ tạo nên cái gốc tá tràng dưới, đúng không? Giữa cái phần lên và nối qua cái phần hổng tràng đó thì nó tạo nên cái gốc tá hổng tràng, thấy chưa? Thì lưu ý là đó là cái cách phân chia mà trên lâm sàng người ta rất là hay dùng, hoặc là đôi khi tụi em thấy người ta có thể gọi vắn tắt nó là tá tràng được chia ra làm bốn đoạn, là đoạn D1, D2, D3 và D4. Chữ D đó hay còn gọi là chữ giờ đó tụi em, đúng không? Là cái chữ cái đầu tiên trong cái từ tiếng Anh của cái anh tá tràng á, được gọi tên là duodenum á tụi em, nghe chưa? Thì đôi khi người ta gọi nó là D1, D2, D3, D4, đúng không? Thì nó sẽ tương ứng với lại là phần trên, phần xuống, phần ngang và phần lên của tá tràng, đúng không? Nó có một cái cách phân loại thứ hai nữa người ta có thể ghi nhận nữa liên quan đến sự phân chia các cái đoạn của cái anh tá tràng này của mình, đó là người ta phân chia theo cái sự di động hay là cố định của tá tràng. Thì người ta sẽ phân chia cái anh tá tràng của chúng ta ra làm hai phần thôi, đó là phần có khả năng di động và phần bị cố định, đúng không? Thì khi nãy khi mà chúng ta ghi nhận cái phần trên của tá tràng thì tụi em có nghe cô nói đúng không? Phần mà có khả năng di động của tá tràng của chúng ta đó là 2/3 đầu của phần trên, phải không? Mà nơi mà được gọi tên là hành tá tràng đó,
đúng không? Thì bây giờ khi mà người ta chia cái anh tá tràng ra làm là phần có khả năng di động và phần bị cố định, thì cái phần mà có khả năng di động đó chính là 2 phần 3 đầu của phần trên. Đấy nha, còn lại những đoạn kia của tá tràng thì sẽ là cái phần cố định. Nó bị cố định bởi các cái mạc treo, mạc dính, mạc giữ hoặc là đầu tụy hoặc là những cái mạch máu cũng như là các cái ống dẫn cái dịch mật hoặc là dịch tụy chúng ta đến giữ nó lại ở vị trí đó, cố định nó lại ở vị trí đó. Riêng 2 phần 3 đầu của phần trên thì là cái mạc treo của nó khá là lỏng lẻo, do đó nó di động nó tốt hơn nhiều so với những đoạn còn lại kia của cái anh tá tràng. Thì nó có hai cách phân loại, xin lỗi, có hai cách để mà phân chia các cái phân đoạn của cái anh tá tràng. Thì người ta sẽ phân chia tá tràng ra làm 4 đoạn, đúng không? Theo cái mốc giải phẫu đó của nó, hoặc là người ta phân chia cái anh tá tràng ra làm 2 đoạn theo cái khả năng di động hoặc là cố định của tá tràng. Tuy nhiên, cái mà phân chia tá tràng theo cái khả năng di động và cố định đó thì người ta ít dùng trên lâm sàng, mà chủ yếu là người ta phân chia tá tràng theo 4 đoạn theo những cái mốc giải phẫu riêng của nó, tương ứng tại là phần trên, phần xuống, phần ngang và phần lên của can tá tràng. Đấy chứ? Đây, như cô trò mình nói đó rồi ha. Cô không nói lại nữa đúng không? Phần trên của nó này. Đấy nha, 2 phần 3 đầu phần coi tương gọi là hành tá tràng này. Những slide tiếp theo này thì là nó ghi nhận những cái đặc điểm như mà khi nãy cô trò mình đã trao đổi với nhau kia thôi. Đấy chứ? Đây, phần ngang là phần dễ bị tổn thương khi có sự va chạm, đúng không? Theo hình thức đụng dội, va đập, va chạm, đúng không? Vào trong ổ bụng đó của mình á. Vì cái phần ngang này là nó bắt ngang qua cái cột sống cứng chắc mà, đúng không? Tương ứng với lại là cột sống thắt lưng, giang đốt sống thắt lưng 3-4 đó của mình đó, đúng không? Nên là cái phần này là cái phần dễ bị tổn thương, tức là dễ bị dập hoặc là dễ bị thủng hoặc là dễ bị rách, đúng không? Còn cái tổn thương mà dưới dạng là viêm hoặc là loét kia, đúng không, thì nó lại hay gặp ở cái đoạn hành tá tràng, đúng không? Ở cái phần trên của mình, 2 phần 3 đầu của cái phần trên. Đấy nha. Còn tổn thương theo hình thức là đụng dội đó, như cô nói đó, hoặc là theo hình thức là va chạm á, thì cái phần ngang này là cái phần hay bị tổn thương, hay bị tổn thương hơn. Đấy nha. Vì là nó vắt ngang qua cái cột sống cứng chắc ở phía sau kia, đúng không, thì hắn sẽ dễ bị dập, dễ bị rách, dễ bị thủng, đúng không, khi mà có hình thức là va chạm vào trong ổ bụng đó của mình. Còn lên thì nó không có gì đặc biệt hết, đúng không, nó chạy lên về phía bên trái của cái đốt sống thắt lưng 4 của mình, nó chạy lên, đúng không, ngang tầm đốt sống thắt lưng 3 hoặc là cao hơn xí nữa đốt sống thắt lưng 2 đó của mình, để mà nó nối vào cái phần hổng tràng, tạo nên cái gốc tá hổng tràng đó cho mình thôi, đúng không. Có một cách phân loại nữa, nhưng mà cách phân loại này thì người ta dùng trên lâm sàng giống như cô trò mình nói đó, theo cái sự di động hay là cố định của tá tràng đó của mình. Đấy chứ? Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy thêm một chút xíu lại nữa, đúng không, về các cái đoạn này của cái anh tá tràng của mình này. Đây tụi em thấy này, 2 phần 3 đầu của phần trên này, đúng không, hơi phình ra này, giống như củ hành của mình này, người ta gọi đó là hành tá tràng này, đúng không, phần xuống, phần ngang và phần lên, đúng không, tạo thành gốc tá tràng trên hay còn gọi là gốc tá trên, đúng không, gốc tá tràng dưới hay còn gọi là gốc tá dưới, rồi gốc tá hổng tràng, đúng không. Về hình thể trong của cái anh tá tràng này của mình thì như khi nãy cô nói với tụi em là về hình thể trong của ruột non đó, nó cũng giống như là dài dài, nó cũng giống như là ruột già nó của mình vậy thôi, đúng không. Cấu tạo của nó sẽ có 5 lớp lần lượt từ ngoài vào trong hoặc là từ trong ra ngoài, tùy tụi em gọi tới cách nào cũng được, đúng không. Đây 5 lớp của nó, đúng không, trong cùng là niêm mạc, đúng không, xong rồi đến lớp dưới niêm mạc, xong rồi đến lớp cơ. Thì cơ cũng chỉ có 2 lớp thôi, cơ vòng ở phía trong và cơ dọc ở phía ngoài, đúng không, rồi là dưới thanh mạc và ngoài cùng là thanh mạc. Tại cái phần niêm mạc của cái anh tá tràng của mình đó tụi em, thì cái phần niêm mạc của tá tràng nó có hai cái nếp niêm mạc sau đây tụi em nè, nó rất là đặc trưng, nó rất là đặc thù, liên quan đến cái dịch tiết, đúng không, hay còn gọi là dịch tiêu hóa tụi em, của cái đường mật và đường tụy của mình á, dẫn lưu đổ cái dịch tụy và dịch mật vào trong hệ thống ống đường tiêu hóa này cho mình, là nhờ vào cái hai cái lỗ đổ hình thành nên hai cái nếp niêm mạc, đúng không, tại phần xuống của tá tràng của mình đó tụi em. Người ta gọi đó là nhú tá bé và nhú tá lớn đây này tụi em này,
đúng không? Tại cái nhú tá bé đó thì tụi em thấy nó có cái lỗ đổ ha, đúng không? Cái lỗ thông thương đó này, với lại cái đường dẫn của cái dịch tụy chúng ta đổ ra tụi em, thì ta gọi đó là cái ống tụy phụ. Thấy chưa? Còn tại cái nếp niêm mạc là nhú tá lớn thì tụi em thấy nó cũng có cái lỗ đổ đúng không? Hay còn gọi là cái lỗ thông thương, cái lỗ dẫn ra, đúng không? Của cái dịch mật này ở trên gan chúng ta đổ ra này, và dịch tụy này ở tụy chúng ta cũng đổ ra đây này. Thấy chưa? Thì cái đường mật từ trên gan chúng ta dẫn lưu dịch mật để đổ vào trong hệ thống ống đường tiêu hóa này của mình. Tại cái nhú tá lớn đó thì người ta gọi đó là ống mật chủ. Thấy chưa? Còn cái đường ống dẫn để mà dẫn lưu dịch tụy, đúng không? Đổ vào trong nhú tá lớn này của mình thì cái đường ống dẫn của tụy đó người ta gọi đó là ống tụy chính. Thấy chưa? Trước khi đổ ra cái nhú tá lớn của tụi em thì ống mật chủ và ống tụy chính nó đổ vào một cái đường ống dẫn chung ở vị trí này. Thì cái đường ống dẫn ở vị trí này người ta gọi đó là bóng van te. Thấy chưa? Rồi sau đó từ cái bóng van te đó thì nó sẽ có một cái lỗ dẫn ra chung cho cả cái dịch mật và dịch tụy chúng ta, đúng không? Vào trong cái phần xuống của tá tràng này của mình, trên một cái nếp niêm mạc người ta gọi tên là nhú tá lớn. Thấy chưa? Thì khi mà người ta nội soi tiêu hóa tụi em, mà cụ thể là nội soi tiêu hóa trên á, tức là từ cái phần ổ miệng chúng ta đẩy xuống á tụi em, thì người ta có thể nội soi chiều dài của cái ống nội soi tiêu hóa trên nó có thể đẩy xuống đến đoạn D2 của tá tràng này của mình đây này tụi em này, và chúng ta có thể sẽ thấy được cái nhú tá bé và nhú tá lớn trên cái nếp niêm mạc của cái đoạn D2 của anh tá tràng này của mình tụi em. Thấy chưa? Giống như khi nãy mà cô trò mình có nói là nội soi tiêu hóa dưới thì chúng ta có thể đẩy đến ngang cái phần lỗ hồi manh tràng, có cái van hồi manh tràng đó của mình ấy, đúng không? Thì cái anh mà nội soi tiêu hóa trên đó của mình thì nó sẽ đẩy ngang đến đây tụi em, đúng không? Ngang đến cái đoạn D2 của tá tràng này của mình, và mình có thể sẽ thấy được hai cái nếp niêm mạc đó trên cái phần xuống của tá tràng này của mình tụi em, đó là nhú tá bé và nhú tá lớn, nơi mà nó có cái ống dẫn sẽ dẫn lưu cái dịch tụy và dịch mật, đúng không? Ở gan và ở tụy đó của mình có đầy đủ các cái enzyme tiêu hóa từ trong dịch tụy và dịch mật đó, đúng không? Vào trong cái hệ thống ống đường tiêu hóa này cho chúng ta, để mà chúng ta thủy phân các cái thành phần chất dinh dưỡng có trong thức ăn kia đó. Đấy nhá. Cái anh tá tràng này của mình đó tụi em, thì là cái nếp niêm mạc của tá tràng như thế này tụi em thấy á, nó cũng sẽ có nhiều cái nếp, đúng không? Không nhiều bằng cái phần hổng tràng. Hổng tràng là nhiều nhất tụi em, không nhiều bằng cái anh hồi tràng đó, nhưng mà cái nếp niêm mạc của cái phần tá tràng này nó cũng khá là nhiều cái nếp niêm mạc, đúng không? Để mà từ đó nó cũng tạo thuận cho cái chức năng liên quan đến phần hấp thu của tụi em, của cái anh ruột non chung đó của mình đó tụi em. Đấy nhá. Thì tại cái phần xuống của tá tràng đó thì nó có hai cái nếp niêm mạc, mà tại đó nó có cái lỗ đổ mà chúng ta có thể sẽ thấy khá là rõ thông qua cái đầu soi của cái ống nội soi tiêu hóa trên đó của mình, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy được hai cái nếp niêm mạc này, người ta gọi đó là nhú tá bé và nhú tá lớn. Đấy nha. Nhú tá bé thì nó sẽ tương ứng với lại lỗ đổ của cái đường ống dẫn dịch tụy của chúng ta, được gọi tên là ống tụy phụ, đúng không? Còn nhú tá lớn thì nó tương ứng với lại đường ống dẫn của cả dịch mật và dịch tụy của chúng ta luôn, đúng không? Được gọi tên là ống mật chủ và cái ống tụy chính đó của mình đó. Đấy nha. Đây tụi em thấy nè, người ta bộc lộ lại chúng ta thấy rõ hơn một chút xíu liên quan đến cái nếp niêm mạc mà nó có thông thương với lại cái lỗ đổ của cả dịch mật và dịch tụy đó của mình, đúng không? Đó chính là nhú tá lớn của mình đó, đúng không? Thì ống mật chủ sẽ dẫn lưu dịch mật từ trên gan chạy xuống, còn ống tụy chính thì sẽ dẫn lưu chủ yếu dịch tụy ở trong nhu mô tụy chúng ta chạy ra, đúng không? Và hai ống đó sẽ đổ chung với nhau cùng tại một vị trí, người ta gọi đó là bóng van te, đúng không? Rồi sau đó nó sẽ đổ vào cái nhú tá lớn này, đẩy cái lượng dịch mật và dịch tụy đó vào trong cái hệ thống ống đường tiêu hóa chúng ta tại cái phần xuống của tá tràng này, đúng không? Thì tại cái bóng van te đó tụi em, nó có cái hệ thống cơ vòng rất là rõ tại đây để mà nó co thắt, để mà nó co bóp tống cái lượng dịch mật và dịch tụy đó vào trong cái anh hệ thống ống đường tiêu hóa này của mình, đúng không? Người ta gọi đó là cơ vòng ớt đi. Để mà trên lâm sàng tụi em, lỡ như mà người ta có cần phải can thiệp liên quan đến một số các bệnh lý trên cái đường mật hoặc đường tụy cho người bệnh của mình này, ví dụ như là người ta lấy sỏi đường mật hoặc là lấy sỏi tụy, đúng không? Hoặc là người ta dẫn lưu dịch mật do cái đường mật này nó bị hẹp chẳng hạn,
đúng không? Hoặc là nó có bệnh lý gì đó trên cái phần ống tụy này, người ta cũng phải dẫn lưu dịch tụy chẳng hạn, nhưng mà dẫn lưu dịch tụy thì nó ít gặp hơn so với lại cái dẫn lưu dịch mật của mình, đúng không? Thì người ta có thể sẽ cắt cái cơ vòng HD này ra tụi em để mà tạo cái đường can thiệp nó rộng mở hơn, đúng không? Nó to hơn đó, đúng không? Để người ta đưa những cái dụng cụ vào trong cái đường mật cũng như là vào trong cái đường tụy này nó dễ dàng hơn tụi em, thì có thể người ta sẽ can thiệp dễ dàng hơn trong trường hợp là người ta phải cắt bỏ cái cơ vòng HD này. Đấy nha, vì là cái cơ vòng này nó co thắt, đúng không? Nó làm hẹp lại cái ống dẫn của dịch mật và dịch tụy chúng ta đổ vào trong cái phần xuống của tá tràng này mà, đúng không? Nên là đường đi nó hẹp quá đó thì có thể người ta sẽ cắt cái cơ vòng này luôn để mà nó rộng đường đi á tụi em, đúng không? Khi mà người ta đưa những cái dụng cụ vào để mà người ta can thiệp điều trị những bệnh lý liên quan đến đường mật tụy của người bệnh trên lâm sàng, đúng không? Như là sỏi đường mật đường tụy đó, đúng không? Hoặc là dẫn lưu dịch mật trong trường hợp bị hẹp tắc cái đường ống mật chẳng hạn, đúng không? Hoặc là người ta đưa những dụng cụ vào để mà người ta can thiệp những cái bệnh lý có ở trong nhu mô tụy đó của mình hoặc là ở trên cái nhu mô gan đó của mình chẳng hạn, đúng không? Thì trên lâm sàng tụi em mai mốt mà tụi em đi qua cái phần ngoại của mình chẳng hạn đó, mà cụ thể là ngoại tiêu hóa đó chẳng hạn đó, thì khi mà tụi em thấy những cái bác sĩ mà người ta mô tả liên quan đến những cái bệnh lý mà can thiệp trên đường mật tụy đó, thì người ta có thể sẽ ghi nhận trong đó là có cắt cơ vòng HD chẳng hạn, đúng không? Thì tụi em phải biết cơ vòng HD đó là cái cơ vòng mà ở cái phần ống dẫn, đúng không, của dịch mật và dịch tụy, đúng không, tại cái phần nhú tá lớn, đúng không, nơi mà nó có cái ống dẫn để mà đưa dịch mật và dịch tụy của chúng ta vào trong cái hệ thống ống đường tiêu hóa chúng ta, đúng không, tại phần xuống của tá tràng này của mình đó. Đấy nhá, thì nó có cái cơ vòng rất là mạnh ha, đúng không, trương lực cơ rất là tốt ha, tại cái vị trí bóng bên te của cái đường dẫn mật tụy của mình, đúng không, tại cái phần xuống tá tràng đó của chúng ta đây. Đấy nhá. Phần nữa đó chính là cái anh tụy, giải phẫu cái anh tụy ha. Thì tụy của mình thì là nó sẽ là một cái tạng đặt xốp, đúng không, từ cái phần xuống của tá tràng của mình đó tụi em, nó sẽ dính chặt vào cái phần xuống của tá tràng của mình đó, và chạy vắt ngang qua ổ bụng của chúng ta về phía bên trái ổ bụng của mình, đúng không, tương ứng với lại phần cuốn lách của chúng ta ở phía bên trái đó, đúng không, nó sẽ là một cái tạng giống như là cái hình cái búa đấy nhá, và được chia ra làm 3 phần: phần đầu, phần thân và phần phần đuôi đấy nhá. Thì anh tụy nó chạy liên tục mà, từ phía bên phần xuống của tá tràng, tức là ở cái phần phía bên phải của đốt sống thắt lưng, tương ứng với lại đốt sống thắt lưng 3-4 gì của mình, đúng không, rồi là vắt ngang qua cột sống thắt lưng 3-4 của mình, đúng không, rồi chạy qua phía bên trái ổ bụng, đúng không? Nên là người ta mô tả cái đường đi của hắn này là nằm vắt ngang trước cột sống thắt lưng 3-4 của mình á, rồi chạy chét lên trên sang trái, đúng không, phần lớn nằm ở cái phần tầng trên của mặt treo cái trần ngang, phần nhỏ nằm ở phần dưới mặt treo này, chủ yếu là nằm ở cái phần trên của cái anh cái trần ngang của mình đó tụi em. Đấy nhá, chạy từ phía bên phải qua phía bên trái của ổ bụng chúng ta ngang cỡ tầm đốt sống thắt lưng 3-4 của mình đó tụi em. Đấy nhá, phía bên trái thì là từ phía bên phải, cô xin lỗi, từ phía bên phải chạy qua phía bên trái ổ bụng đó, phía bên phải ổ bụng đó thì nó sẽ gắn chặt vào cái phần xuống của tá tràng, đúng không? Còn khi chạy qua phía bên trái thì nó liên hệ với lại cái anh rốn lách, cái anh cuốn lách của chúng ta ở phía bên trái của ổ bụng của mình. Đây tụi em thấy người ta mô tả ha, về mặt hình thể ngoài ha, thì anh tụy chúng ta nó có hình dạng giống như là hình cái búa. Đây là cái phần đầu búa này, đây là cái phần cán búa này. Đấy nha, gần gần giống nữa thôi, chứ còn nhìn đến cũng không giống lắm, đúng không? Nhưng mà nó là về mặt giải phẫu học rồi, người ta ghi nhận như vậy cho mình rồi, đúng không? Thì người ta nói sao mình nghe vậy thôi, vì mình đâu có quyền sáng tạo đâu, đúng không? Cô vẫn hay nói với tụi em là giải phẫu nó là cổ điển vậy rồi mà, mình chỉ có học thuộc thôi. Họ nói rằng thì mình nghe y rứa nè, thấy nha, mình học thuộc nữa thôi, đúng không? Nhìn ta nhìn thấy chẳng giống cái búa gì hết mà ra họ nói giống cái búa thì chịu thôi. Cũng phải nhận là tụy nó có hình dạng giống như hình cái búa, thấy nha, và được chia ra làm 3 phần tụi em, đó là phần đầu tụy, đúng không, phần thân tụy
và phần đuôi tụy. Đấy nha. Phần đầu tụy thì nó có một cái mõm nhô ra của cái phần đầu tụy, người ta gọi đó là mõm mốc của cái phần đầu tụy. Đấy nha. Ở phía trên cái mõm mốc của phần đầu tụy thì nó có một cái nhánh động mạch của chúng ta mà cô trò mình có ghi nhận khi nãy, liên quan đến nuôi dưỡng cho toàn bộ gan ruột non và một phần gan ruột già của mình á, đó chính là động mạch mạc treo tràng trên đó tụi em. Thì cái động mạch mạc treo tràng trên đó, khi mà nó tách ra từ cái động mạch chủ bụng đó của mình đó tụi em, thì nó có một phần nó ấn nhẹ vào cái anh đầu tụy này của mình để hình thành nên một cái khuyết ở vị trí này, người ta gọi đó là thắt tụy. Đây là một cái ranh giới để mà ngăn cách giữa cái phần đầu tụy và cái phần thân tụy đó của mình đó tụi em, người ta gọi là khuyết tụy. Đấy nha. Rồi là ở cái phần thân tụy đó của chúng ta, đúng không? Thì nó có thêm một cái rãnh do cái phần tá tràng của chúng ta nó ấn vào trong đó, thì người ta gọi đó là rãnh tá tràng, đúng không? Phía trước cái rãnh đó thì nó hình thành nên một cái nhu mô tụy nó hơi lên, người ta gọi đó là cổ tận trước. Phần thân tụy đó của mình thì khi người ta cắt ngang qua cái phần thân tụy đó thì người ta sẽ thấy gan tụy chúng ta nó có ba mặt và ba bờ rất là rõ, đúng không? Mặt trước, mặt sau và mặt dưới, tương ứng với ba bờ của nó, đó là bờ trên, bờ trước và bờ dưới. Đấy nha. Còn cái phần đuôi tụy thì không có gì đặc biệt hết á. Cái phần đuôi tụy này là cái phần mà nó đã chạy qua phía bên trái của bụng đó của mình rồi, và nó liên hệ với cái phần rốn lách, với phần cuốn lách của mình á. Thì thường là trong trường hợp đó thì người ta thấy là cái cuốn lách, cái rốn lách của người đó thì lại là ngắn nhỏ. Đấy nha. Còn ngược lại, cái anh tụy của người nào mà cái phần tụy này nó không có dài, nó lại hơi ngắn, kéo theo là cái phần đuôi tụy kia là nó lại ngắn lại á, đúng không? Thì ở những người đó người ta lại thấy là cái phần cuốn lách, cái phần rốn lách của anh đó nó lại hơi dài. Thì trong những trường hợp mà người ta muốn can thiệp vào cái tạng lách của người bệnh đó tụi em, ví dụ trong những trường hợp mà lách nó bị dập do chấn thương gì đó chẳng hạn, bị dập, bị nát, bị vỡ, đúng không? Hoặc là lách trong trường hợp bệnh lý là tăng kích thước quá mức gây ra những cái hậu quả của tình trạng cường lách kia, và người ta cần phải cắt bỏ cái tạng lách đó đi, đúng không? Thì người ta thấy là trong những trường hợp mà cái cuốn lách mà nó dài á tụi em, thì người ta dễ dàng người ta bóc tách để mà người ta cắt lách nó đi hơn là so với những trường hợp mà cuốn lách nó ngắn, nó gần quá, nó sát quá với cái phần đuôi tụy này, thì chắc chắn là khi đó là người ta can thiệp, người ta móc tách. Tức là nó rộng đường đi hơn, nó rộng đường mổ hơn á, khi mà người ta móc tách, đúng không? Để mà người ta tắt những cái mạch máu đi qua đến cái phần cuốn lách, đến cái phần rốn lách của mình, đúng không? Thì hắn dài ra thì người ta dễ dàng người ta can thiệp hơn so với lại là hắn bị ngắn kia, nó lại gần sát với quá với cái phần đuôi tụy của mình. Những cái phương tiện tham gia cố định cho tụy của chúng ta ở cái vị trí đó, ở trong ổ bụng của mình, thì người ta thấy nó có một số những phương tiện sau đây. Có một cái phương tiện khá là vững, khá là chắc để mà cố định cái phần đầu và phần thân tụy của mình vào cái thành bộ phía sau, người ta gọi đó là mạc dính tá tụy, đúng không? Đây cũng là một phần của cái phúc mạc của mình đó tụi em, mà nó hình thành nên cái phần mạc dính này. Đấy nha, người ta gọi là mạc dính tá tụy, nó sẽ dính rất là chặt, dính rất là chắc cái phần đầu và phần thân tụy của mình vào cái thành bộ phía sau cho chúng ta. Đấy nha, để mà cố định cái thằng tụy đó của mình ở vị trí đó trong ổ bụng á, đúng không? Phần đầu tụy ngoài cái mặt dính giữ vào thành một phía sau đó, thì người ta thấy là phần đầu tụy còn có cái anh tá tràng hình chữ C đó của mình vây quanh hắn nữa mà, đúng không? Nhất là cái phần xuống của tá tràng đó tụi em, đấy là nó sẽ dính chặt vào cái phần đầu tụy rất là rõ, nhờ vào cái đường ống mật chủ này, rồi là cái ống tụy đó của mình này, rồi là những cái mạch máu đến nuôi dưỡng cho tá tràng tụy đó, đúng không? Thì hắn cũng đến cái phần đầu và thân tụy này rất là rõ, nên là tá tràng ha, rồi là đường ống mật, ống dẫn mật kia ha,
rồi là những cái mạch máu kia ha, thì cũng được xem là những phương tiện để mà tham gia cố định cho cái phần đầu và phần thân tụy đó của mình. Đấy chứ? Như vậy, các phương tiện mà về mặt giải phẫu học người ta ghi nhận đến cố định cho cái anh tụy đó chúng ta, thì bên cạnh cái mặt dính tá tụy thì nó còn có tá tràng, còn có các cái đường ống dẫn mật, còn có mạch máu đến để nuôi dưỡng cho phần tá tụy đó của mình. Đúng không? Nhất là đến cái phần đầu và thân tụy đó của mình thì nó cũng là những cái phương tiện để tham gia cố định can tụy cho mình. Riêng cái phần đuôi tụy là phần mà có khả năng di động nhất của tụy của chúng ta thì đúng không? Còn lại phần đầu và phần thân thì nó bị cố định rất là chắc ha, rất là chặt ha. Đúng không? Bởi cái mặt chính tá tụy cũng như là một số những cái cấu trúc xung quanh đó, đúng không? Vây lấy nó kia, đúng không? Như là tá tràng, như là đường ống dẫn của dịch mật, đúng không? Rồi là mạch máu, anh nhá, đến nuôi dưỡng cho cái phần tá tụy đó của mình, anh nhá. Chỉ có cái phần đuôi tụy là cái phần di động mà thôi, còn lại cái phần đầu và phần thân tụy thì đó là cái phần cố định, đúng không? Thì tụi em để ý là nó có những phương tiện nào tham gia cố định cho anh tụy đó của mình, anh nhá. Thì như phim nãy cô Trần ghi nhận đó, mà chính tá tụy, đúng không? Tá tràng, đúng không? Ống dẫn mật, cụ thể là ống mật, mật chủ, rồi là các cái mạch máu, đúng không? Đến để nuôi dưỡng cho cái phần tá tụy đó của mình. Đấy nha. Các cái ống tiết của tụy thì khi nãy cô trò mình có nói với nhau rồi ha, nó có hai cái ống tiết đó tụi em. Đấy nha, hai cái ống dẫn á, đúng không, để mà dẫn lưu dịch tụy cho mình đó tụi em. Đấy nha, sau khi các cái tế bào tụy của chúng ta tiết ra cái dịch tụy đó rồi ha, thì dịch tụy đó nó sẽ được đổ vào trong các cái ống dẫn nhỏ trong nhu mô tụy này, và cuối cùng nó sẽ dồn đổ vào trên hai cái ống tụy sau đây, gọi là hai cái ống tiết của tụy sau đây, đúng không? Đó là ống tụy chính của mình này, đây, và ống tụy phụ của mình này. Ống tụy chính của chúng ta là một cái ống dẫn, một cái ống tiết của tụy to, xuất phát từ phần đuôi tụy chạy dọc theo phần thân tụy, đúng không? Đến phần đầu tụy thì bẻ xuống phía dưới để đổ cùng với vị trí của ống mật chủ trên gan chạy xuống, đúng không? Hợp lại tạo thành một cái cấu trúc được gọi tên là bóng van de, rồi sau đó mới đẩy cả dịch mật và dịch tụy đó tại nhúm tá lớn ở phần xuống của tá tràng, đúng không? Còn ống tụy phụ là một cái đường ống dẫn nhỏ thôi ha, tách ra từ cái ống tụy chính này của mình, đúng không? Dẫn lưu cũng dịch tụy nhưng mà dẫn lưu một lượng ít hơn tụi em so với cái ống tụy chính này. Ống tụy chính này thì dẫn lưu dịch tụy nhiều hơn, còn ống tụy phụ này thì dẫn lưu dịch tụy ít hơn, đúng không? Và chỉ có một mình cái dẫn lưu dịch tụy thôi, và nó sẽ đẩy cái dịch tụy đó cũng ở phần xuống của tá tràng, đúng không? Nhưng mà tại cái nếp niêm mạc thông thường với cái lỗ này được gọi tên là nhú tá bé, đấy chứ? Như vậy để lưu ý ha. Thì ống tiết của tụy là nó có hai cái ống tiết ha, nó có hai cái ống dẫn đó nha, đúng không? Để mà dẫn lưu dịch tụy cho mình đó nha, được gọi tên là ống tụy phụ và ống tụy chính. Ống tụy phụ đôi khi người ta có thể gọi nó bằng một cái tên tiếng Anh, đó là ống Santorini. Còn ống tụy chính đôi khi người ta sẽ gọi nó bằng một cái tên tiếng Anh khác, đó là ống Watson, đúng không? Còn cái ống mật chủ mà dẫn lưu dịch mật từ trên gan của chúng ta chạy xuống kia thì đôi khi người ta có thể gọi nó là ống Kulebok. Vì để ý thêm những từ tên gọi khác này của nó, vì là trên âm sàng đôi khi mà tụi em nghe các thầy cô bên hệ ngoại của mình á, đúng không? Nhất là bên ngoại tiêu hóa của mình chẳng hạn, đúng không? Người ta ghi nhận liên quan đến cái phẫu thuật can thiệp vào đường mật đường tụy này của mình đó nè, đúng không? Thì đôi khi các thầy không gọi là ống tụy phụ mà có thể gọi nó là ống Santorini, không gọi nó là ống tụy chính mà gọi nó là ống mật sung, không gọi nó là ống mật chủ mà gọi nó là ống Kolendok. Thì tụi em cũng phải biết là những cái ống đó là tương ứng với lại những cái ống nào, đúng không? Liên quan đến cái ống tiết của tụy cũng như là cái ống dẫn dịch mật của chúng ta kia, thấy chưa? À đây nè, anh tụi em thấy nè, nên là đi thêm nữa thì là đúng không? Ống mật chủ ha, hay còn gọi là ống Kolendok ha, đúng không? Ống tụy phụ ha, hay còn gọi là ống Santorini ha, đúng không? Ống tụy chính ha, hay còn gọi là ống quẹt sung ha, thấy chưa? Thì ống mật chủ và ống tụy chính đó sẽ đổ ra trên một cái nếp niêm mạc chôn kia, được gọi tên là nhú tá lớn, đúng không? Vì là nó đổ cùng với nhau vào một cái vị trí gọi là bóng van de, đúng không? Nơi mà nó có cơ vòng thoát đi
bao quanh lấy cái bóng lên te đó để mà co thắt, co bóp, đúng không? Từ đó nó sẽ tống cái lượng dịch mật về tụy đó vào trong phần xuống của tá tràng này của mình, tại cái nếp niêm mạc được gọi tên là nhú tá lớn kia, đúng không? Còn cái ống tụy phụ, đúng không, thì dẫn lưu là chỉ có dịch tụy thôi, đúng không? Và cũng đổ cái dịch tụy đó vào phần xuống của tá tràng chúng ta tại cái nếp niêm mạc được gọi tên là nhú tá bé này đây. Đấy nhá, như vậy tụi em để ý, tụi em lưu ý ha, đúng không? Thì đôi khi tụi em có thể nghe các thầy gọi nó bằng một cái tên khác đó nha, đúng không? Không gọi hắn là ống tụy phụ, không gọi hắn là ống tụy chính, không gọi hắn là ống mật chủ, mà lại gọi hắn là những cái tên gọi tiết âm như thế này, đúng không? Thì cái chức năng của tụy mà liên quan đến việc tiết ra dịch tụy và dẫn lưu dịch tụy đó theo những cái ống tiết, theo những cái ống dẫn như thế này, thì người ta gọi đó là chức năng ngoại tiết của tụy. Đấy nha. Ngoài ra thì người ta còn thấy là trên cái nhu mô tụy này của mình á tụi em, thì nó còn có thêm một số các cái nhóm tế bào, đúng không? Mà thông qua những cái nhóm tế bào trên nhu mô tụy đó, nó còn tiết ra được một số những cái chất, hay người ta còn nói là tiết ra những cái hóc môn tụi em. Đấy nha. Nếu như là nhóm tế bào beta trên các cái tiểu đảo Langerhans ở nhu mô tụy này của mình, thì nó sẽ phụ trách tiết ra insulin, đúng không? Thấm vào trong máu của mình luôn, theo dòng máu đó đến các tế bào trong cơ thể chúng ta, để mà thay đổi cái sự vận chuyển đường từ trong dòng máu đó vào trong tế bào đó, gây ra tình trạng là hạ đường huyết của cơ thể, đúng không? Còn nếu như là những cái nhóm tế bào alpha trên nhu mô tụy này của mình, thì nó lại phụ trách tiết ra glucagon, đúng không? Cũng là một chất được gọi tên là hormone nội tiết tố, thấm vào trong máu đó của mình, cũng theo dòng máu đến các tế bào trong cơ thể của mình luôn, đúng không? Và cũng thay đổi cái khả năng thấm, khả năng chuyển hóa của đường từ trong tế bào đó đẩy vào trong máu lại cho mình. Như vậy glucagon này thì nó lại có tác dụng ngược lại với insulin. Nếu như insulin là hạ đường máu, thì glucagon đó lại có tác dụng là tăng đường máu. Thì cái chức năng mà những cái tế bào nhất định trong nhu mô tụy đó của mình tiết ra những cái hormone nội tiết tố đó thấm vào trong máu của mình để gây ra những tác dụng sinh lý nhất định của nó trên các tế bào trong cơ thể chúng ta kia, thì chức năng đó của tụy người ta gọi đó là chức năng nội tiết của tụy. Đấy nha, bên cạnh chức năng ngoại tiết là tiết ra dịch tụy này, đúng không, để mà đổ vào phần xuống tá tràng, không, thủy phân thức ăn đó cho mình, thì ăn tụy nó còn có tiết ra các hóc môn, các cái nội tiết tố, đúng không, liên quan đến chức năng cân bằng đường trong cơ thể của mình kia. Đấy nha, thì người ta gọi đó là chức năng nội tiết của tụy ha. Nên là tụi em thấy là người ta có dùng một cái từ là tụy là một tuyến mà vừa nội tiết vừa ngoại tiết. Đấy nha, thì ngoại tiết là liên quan đến việc tiết ra dịch tụy, đúng không? Để mà thủy phân, thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn của mình nhờ vào các cái enzyme có trong dịch tụy đó của mình đó, đúng không? Còn nội tiết của tụy, đúng không, thì nó sẽ tiết ra insulin ha, và glucagon ha. Glucagon thì là lượng ít hơn, còn insulin thì là lượng nhiều hơn tụi em, chủ yếu hơn của chức năng nội tiết của tụy này của mình. Đấy nha, thì hắn không có ống dẫn nào hết à, hắn không có ống tụy chính, ống tụy phụ chi hết á, mà nội tiết tố đó, hóc môn đó sau khi được tụy chúng ta tiết ra kia, thì nó sẽ đi thẳng vào trong dòng máu nó của mình luôn, và theo dòng máu nó của mình, đúng không, đến các tế bào trong cơ thể đó của mình luôn, tác động lên các tế bào đó, đúng không, và làm thay đổi cái việc chuyển hóa đường trong các tế bào đó của mình, đúng không, làm cho nồng độ đường trong cơ thể chúng ta ở cái ngưỡng cân bằng kia. Đấy nha, thông qua cái tác dụng của insulin cũng như glucagon và các nội tiết tố khác trong cơ thể của mình đó tụi em. Đấy nha, năm tụi em sẽ được học trong cái phần sinh lý của hệ nội tiết ha, đúng không, thì chức năng đó của tụy người ta gọi đó là chức năng nội tiết của tụy. Đấy nha, như vậy tụi em để ý ha, tụy người ta gọi đó là tuyến mà vừa có chức năng nội tiết mà vừa có chức năng ngoại tiết. Đấy nha, liên quan của tá tràng và tụy thì người ta chia ra làm ba sự liên quan tụi em. Liên quan giữa tá tràng và tụy, tức là liên quan của cái khối tá tụy đó của mình á, đúng không? Cái thứ hai là liên quan của cái phần đầu tụy đó của mình. Đấy nha. Và thứ ba là liên quan của cái phần huyết tụy thân và đuôi tụy đó của chúng ta. Đấy nha, người ta ghi nhận ba sự liên quan ha. Liên quan của cả khối tá tụy đó của mình nè. Đấy nha, liên quan giữa cái anh tá tràng và tụy đó của mình này. Đấy nha, và liên quan của riêng cái anh tụy thôi, đúng không, là cái huyết tụy nè, thân và đuôi tụy đó của chúng ta.
Đấy nha, thì cái phần này tụi em đọc ở trong tài liệu của mình ấy. Đấy nha, liên quan của tá tràng và tủy, đúng không? Giữa canh tá tràng và tủy thì khi nãy cô trò mình có nói rồi đó, tức là cái phần xuống của tá tràng đó của mình á, nó liên quan rất là mật thiết với lại cái đầu tủy đó của mình, đúng không? Tụi em thấy cái phần đầu tủy đó của chúng ta đúng không, thì nó được các cái phần của tá tràng vây lấy xung quanh nó mà, cái hình chữ C đó đấy, cái hình chữ C này ôm lấy cái phần đầu tủy đó của mình này, rất là rõ ràng đây này, đúng không? Như vậy tá tràng và tủy này nó liên quan với nhau không? Rất liên quan với nhau, liên quan mật thiết với nhau nữa là đằng khác, đúng không? Đây tụi em thấy ha, đúng không? Nhất là tại phần xuống của tá tràng nữa ha, thì em còn dính chặt vô cái phần đầu tủy của mình đây nữa này, đúng không? Nhờ vào cái sự gắn kết đúng không của cái đường ống dẫn tụy này đây nè, đúng không? Ống tụy phụ và ống tụy chính của mình nè, dẫn lưu dịch tụy nè của cái phần tụy này của chúng ta đổ vào trong cái phần xuống của tá tràng này nữa nè, đúng không? Do đó cái phần tá tràng và phần tụy này của mình thì nó liên hệ rất là mật thiết với nhau, nhất là cái phần đầu tụy và cái phần xuống của tá tràng này của mình đây tụi em, thấy chưa? Nên là tụi em thấy ha, đúng không? Đầu tụy ha liên quan rất là mật thiết với tá tràng ha, đúng không? Nhất là tại phần xuống của tá tràng đó của mình với lại cái phần đầu tụy kia, đúng không? Vì là phần ống dẫn của tụy đó, đúng không, sẽ nối trực tiếp lại với cái phần xuống của tá tràng đó để mà dẫn lưu dịch tụy từ nhu mô tụy đó của mình, đúng không, đổ vào phần xuống của tá tràng, thấy chưa? Còn liên quan của khối tá tụy này của mình đó tụi em, tức là cả cái khối tá tụy này của mình luôn đó nè, đấy nha. Thì tụi em thấy trên hình ảnh này thì người ta có ghi nhận cho mình một số các cái cấu trúc mà liên quan đến cái khối tá tụy đó của mình đó này tụi em nè, đấy nha. Ví dụ như là nó có liên quan với lại là tuyến tường thận phải nè, đúng không, thận phải nè, đấy nha. Rồi là ở phía sau đó thì nó còn có cái tĩnh mạch chủ dưới nữa nè, đúng không? Rồi là nó có cái phần rễ của mạc treo cái tràng ngang và cái phần kết tràng ngang của chúng ta nằm ngay phía dưới cái khối tá tụy này của mình đây nè tụi em nè, đấy nha. Rồi là nó còn liên hệ với lại là một góc của cái anh kết tràng phía bên phải đó của mình đây nè, đấy nha. Thì trên này người ta có ghi nhận cho tụi em cái hình ảnh của một số các cái cấu trúc mà liên quan với lại cái khối tá tụy này của mình đó tụi em, tức là cả cái khối đầu tụy và cái phần tá tràng đó của mình á, thì người ta gọi đó là liên quan của khối tá tụy đó, đúng không? Ngoài liên quan với khúc mạc đó thì nó còn liên quan với các tạng, giống như khi nãy cô nói tụi em đó là tuyến thượng thận phải á, nửa trên của canh thận phải đúng không, rồi là cái anh niệu quản phải đó của mình á, gọi là cuống thận phải đó, ở phía sau của hắn thì còn có tĩnh mạch chủ dưới kia nữa, đúng không? Phần ngang của tá tràng đó của mình thì bắc ngang qua cột sống thắt lưng, do đó thì nó có thể sẽ liên hệ với lại cái mạch máu khá là to ở trong cái phần ổ bụng đó của mình, đó là động mạch chủ chủ bụng, đúng không? Nằm ở tầng trên mặt treo cái tràng ngang, đúng không? Liên hệ với lại là cái phần quai của cái anh cái tràng ngang đó của mình, đúng không? Cũng như là một số các cái quai ruột non của chúng ta, đúng không? Ở cái phần trên cao đó của chúng ta, hay là ở cái phần tầng trên của mặt treo cái tràng ngang đó của mình đó. Đấy nhá, thì người ta gọi đó là sự liên quan của cả khối tá tụy đó của mình, đúng không? Còn ghi nhận thêm một sự liên quan nữa là liên quan riêng của cái anh tụy đó của mình á với lại những cái cấu trúc xung quanh nó như thế nào á, đúng không? Thì liên quan riêng của tụy đó thì người ta lại chia ra làm ba sự liên quan nhỏ tụi em, đó là liên quan của huyết tụy, liên quan của thân tụy và liên quan của đuôi tụy tụi em, đấy nhá. Đây thì tụi em thấy ha, huyết tụy này, đúng không, thân tụy này, đuôi tụy này, đấy nha. Thì tại cái huyết tụy của mình mà khi nãy cô trò mình có nói đó, đó là cái vị trí mà cái động mạch mà treo tràng trên nó ấn vào trong cái phần dung mô tụy đó thành nên cái huyết tụy cho mình đó tụi em, thì người ta gọi đó là cái anh huyết tụy đó. Thì tại cái huyết tụy đó thì tụi em thấy ha, nó có các cái mạch máu thì rất là rõ đúng không, động mạch mà treo tràng trên đúng không, còn ở phía sau của hắn thì là nó có cái anh động mạch chủ bụng đó của mình đó, đúng không? Còn ở phía trên này của cái phần thân tụy của mình này, đúng không, thì tụi em thấy là nó có cái động mạch lấp chạy ở phía trên nè, thấy nha. Còn cái phần đuôi tụy này, trên hình ảnh này nè, cái phần đuôi tụy thì tụi em thấy là nó có liên hệ với lại cái cuống lấp của mình nè, đúng không? Hoặc là cái phần thân tụy thì tụi em thấy là nó có cái hình ảnh của cái anh dạ dày nè, mặt sau của dạ dày nó bị cắt rồi nè, đây là dạ dày của mình đây nè tụi em nè, đúng không? Thì nó sẽ nối từ phía trên đó xuống phía dưới này để mà nối vào cái phần phần trên nè của cái anh tá tràng của mình á, đúng không? Nhưng mà người ta cắt ngang rồi nè,
Do đó là khi mà người ta ghi nhận sự liên quan ở cái phần thân tủy á, thì nó có liên hệ với lại là cái mặt sau của canh dạ dày này của mình, đúng không? Còn ở phía trên thân tủy thì nó có cái động mạch lách chạy ở phía trên đó. Còn phía dưới của thân tủy này thì nó có cái phần mạc treo của cái phần kết tràn ngang của mình đó tụi em. Đấy nhá. À, còn cái phần tủy đó thì người ta ghi nhận là nó có một số những cái mạch máu như là cái động mạch mạc treo tràn trên, động mạch tân tạng hoặc là cái động mạch trụ dưới của chúng ta ở phía sau đó nữa. Đấy nhá. Nha, tụi em thấy người ta ghi nhận ha, liên quan của tuyến tụy nè, đúng không? Có động mạch chủ bụng nè, trên thì có động mạch thân tạng nè, phía dưới thì có động mạch mạch treo tràn trên, đúng không? Còn liên quan của cái phần thân tụy, phía trước thì là mặt sau của dạ dày, phía sau thì là nó có cái phần thận trái và tuyến thượng thận trái, thì cái trên hình ảnh đó chúng ta không thấy, đúng không? Phía dưới thì nó có, khi nãy chúng ta có thấy đó, rễ mặt treo cái tràn ngang, đúng không? Còn phía trên thì nó có cái động mạch lách bám vào đó, đây cái hình ảnh đây nè tụi em nè, thấy chưa? À, trên này có thấy một xí của canh, đây là thận đây nè tụi em nè, đây là thận trái của mình đây nè, thấy nhá. Thì liên quan với lại phía sau của phần thân tủy á, thì nó có cái phần thận trái, phần nửa trên của cái phần thận trái tụi em, và cái tuyến thượng thận phía bên trái nữa, nhưng mà nó bị che rồi mình không thấy, đúng không? Còn mặt trước của phần thân tủy thì hắn sẽ có cái phần dạ dày chúng ta chạy xuống đây, đúng không, thấy chưa? Còn phần đuôi tủy thì nó sẽ liên hệ rất là mật thiết, liên quan rất là mật thiết với lại cái phần cuốn lách của mình á. Khi nãy cô Trầm có nói với nhau đó, nó là đuôi tủy mà nó dài, thì thường trong trường hợp đó người ta sẽ thấy là cuốn lách nó lại là ngắn, thấy chưa? Khi nào mà không có mạng nữa, không nghe cô nói nữa thì là cô Trầm mình dừng lại nói luôn nghe. Chừng tạm thời hắn chưa cúp điện thì là nghe cô nói tiếp đi. Nhưng mà cô cảnh báo là thấy hắn có nói là chỗ tuyến đường nhà cô là có bị cúp điện á, thì khi nào mà không nghe cô nói nữa thì là hắn bị cúp điện rồi nghe. Chị vẫn còn nghe cô nói đúng không? Dạ nghe cô. Thì dạ. Như trên hình ảnh này đó thì là chúng ta có thấy được một số các cái cấu trúc mà nó có sự liên quan á, đúng không, với lại cái phần huyết tụy, phần thân tụy và cái phần đuôi tụy đó của mình đó. Đấy nha. Thì trên này mình có thấy nè, động mạch mạc treo tràn trên nè, hoặc là động mạch thân tạng nè. Còn ở phía sau thì hắn sẽ có cái động mạch chủ bụng to đùng ở phía sau á tụi em. Đấy nha. Còn nếu như ở cái phần thân tụy này của mình thì là trên hình ảnh này tụi em có thấy nè, phía trên của hắn là động mạch lách nè, đúng không? Phía dưới của hắn thì hắn có cái phần mạc treo của cái phần kết tràn ngang của mình đây nè tụi em nè. Một phần nó đến bám ở cái phần mặt dưới của canh tụy đó của mình, ở cái phần thân tụy á tụi em. Đấy nha. Rồi là ở phía sau của hắn thì hắn có phần cực trên của canh thận trái nè, và ở phía có phần cực trên của thận trái thì nó có cái tuyến thượng thận phía bên trái đấy nữa tụi em. Đấy nha. Còn ở phần mặt trước này thì họ đã cắt cái phần dạ dày đi rồi nè, do đó để mình thấy được cái phần thân tụy ở đây đây, nên là liên quan ở phía trước đúng không, của cái phần thân tụy này của mình thì sẽ là mặt sau của dạ dày. Đấy nha. Còn đây là cái phần đuôi tụy ha, thì đuôi tụy nó chỉ liên hệ với lại cái phần cuốn lách của mình mà thôi. Đấy nha. Thì như thế này cô có nói tụi em đó, đó là đuôi tụy của người nào đó trên lâm sàng mà người ta thấy nó khá là dài, đúng không? Thì trong trường hợp đó người ta thấy là thường cái cuốn lách của anh đó nó lại là ngắn, mà cuốn lách ngắn đó thì là khi mà người ta có can thiệp phẫu thuật gì đó để mà người ta cắt lách chẳng hạn đó tụi em, thì người ta thấy trong trường hợp đó thì người ta sẽ gặp khó khăn hơn, đúng không, so với những trường hợp mà đuôi tụy nó ngắn, đúng không, cuốn lách nó dài kia. Đấy nha. Thì người ta bóc tách để mà người ta can thiệp, người ta cắt lách á, thì nó lại dễ dàng hơn, đúng không? Thì đó là cái sự liên quan của cái phần huyết tụy thân và đuôi tụy của mình đó tụi em. Mạch máu đến nuôi dưỡng cho cái phần khối tụy đó của mình. Ráng này, ráng cô nói tiếp nghe. Mạch máu đến nuôi dưỡng cái nguồn mạch máu sau đây đến để nuôi dưỡng cái tá tụy, đúng không? Đó là từ động mạch, khi nãy trong cái phần động mạch mà treo tràn trên cô trò mình có chỉ ra với nhau đúng không? Đó là từ động mạch thân tạng ha, đúng không? Đây là một cái nhánh bên tách ra từ cái động mạch chủ bụng của mình đây nè tụi em nè, thấy chưa? Và cái động mạch mạc treo tràn trên nè tụi em, như vậy máu đem đến để nuôi dưỡng cho cái phần khối tá tụy này của mình thì nó nhận máu từ hai nhánh động mạch khá là to tách ra từ động mạch chủ bụng, được gọi tên là động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràn trên, đúng không? Từ động mạch thân tạng này tụi em thấy nè, nó tách ra thành các cái nhánh sau đây để mà nuôi dưỡng cho cái phần khối tá tụy này của mình rất là rõ nè, đúng không? Đó là động mạch
tụy tá tràng ha, đúng không? Chia ra thành cái nhánh động mạch tá tụy trên sau và động mạch tá tụy trên trước đây này. Đấy nha. Động mạch vị tá tràng này là một trong hai nhánh của căn động mạch gan chung, đúng không? Không biết tụi em có còn nhớ không cái mà cô Trầm ghi nhận mạch máu của căn dạ dày á, đúng không? Thì động mạch thân tạng nè, đúng không, chia ra thành ba nhánh của mình nè, đó là động mạch lách nè, động mạch gan chung nè, và động mạch vị trái của mình nữa, nhưng mà trên đây mình không có. Lần trước cô Trầm mình có nói liên quan đến cái động mạch nuôi dưỡng cho căn dạ dày đó rồi, thì bây giờ người ta không bộc lộ cái động mạch vị trái nữa, mà người ta chỉ bộc lộ hai cái nhánh đi cho mình thôi, đúng không? Đó là động mạch lách và động mạch gan chung, đúng không? Từ gan chung này nó sẽ tách ra thành hai nhánh đây nè tụi em nè, là động mạch gan riêng nè, đây là nhánh gan riêng nè, còn đây là động mạch vị tá tràng của mình nè. Thì chính cái động mạch vị tá tràng này nó sẽ chia nhánh ra để nuôi dưỡng cho cái khối tá tụy này của mình đó tụi em, mà cụ thể là chủ yếu là cái phần đầu tụy và cái phần tá tràng đó của mình á, bởi hai cái nhánh nhỏ mà tụi em có thấy đây nè, đúng không? Đó là động mạch tá tụy trên trước và động mạch tá tụy trên sau nè. Thấy nha. À, từ cái động mạch thân tạng đó nó có đem máu đến để nuôi dưỡng cho cái phần thân và đuôi tụy đó của mình nữa, nhờ vào cái nhánh được tách ra từ động mạch lách của mình đây nè tụi em nè. Động mạch nó được chia ra từ động mạch lách này, nó có chia ra thành các cái nhánh nhỏ để mà đem máu đến nuôi dưỡng cho cái phần tá tụy của chúng ta ở cái phần thân đuôi tụy này của mình, đúng không? Như là động mạch tụy lưng ha, động mạch tụy lớn ha, động mạch đuôi tụy ha, động mạch tụy dưới kia của mình ha. Thấy nha, hai bài tụi em thấy ha, đúng không? Rồi còn từ cái anh động mạch mạc treo tràng trên thì là đem máu đến nuôi dưỡng cho cái khối tá tụy của mình, thì nhờ vào một nhánh động mạch mà khi nãy cô Trầm mình có gọi tên liên quan đến mạch máu đến nuôi dưỡng cho ruột non của mình khi nãy, đó là động mạch tá tụy dưới, đúng không? À, chia ra thành hai nhánh ha, tá tụy dưới mà chạy phía trước và tá tụy dưới chạy ở phía sau, người ta gọi đó là tá tụy dưới trước, tá tụy dưới sau, hoặc là tá tụy trước dưới hoặc là sau dưới đều được. Người ta có thể gọi theo hai cách tụi em, tá tụy dưới sau, tá tụy dưới trước, hoặc là tá tụy sau dưới, hoặc là tá tụy trước dưới đều được. Đấy chứ. Này tụi em thấy không? Động mạch thân tạng đúng không? Này, trong cái slide chữ để mà người ta ghi nhận cái mạch máu đến nuôi dưỡng á, giống như là cô Trầm ghi nhận trong cái phần hình ảnh đó thôi, đúng không? Từ hai nhánh đúng không? Là động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên đúng không? Từ động mạch thân tạng thì nhận máu đến để mà chi máu đến để mà nuôi dưỡng cho cái phần tá tụy đó của mình, thì bởi hai nhánh là động mạch vị tá tràng và động mạch lách này, đúng không? Vị tá tràng thì động mạch tá tụy trên sau, động mạch tá tụy trên trước, ngoài ra còn có động mạch sâu tá tràng nữa, nhưng mà trên hình ảnh đó chúng ta không thấy, đúng không? Mà chúng ta chỉ thấy là tá tụy trên sau và tá tụy trên trước kia thôi, thấy nha. Còn từ động mạch lách này tụi em thấy đó, nó chia ra thành các cái nhánh nhỏ đó, đúng không? Tụy lớn, tụy lưng, rồi đuôi tụy, rồi tụy lớn của mình đó, đúng không? Tụy lưng nó của mình đó, thấy nha. Tụy lớn, tụy lưng, đuôi tụy, rồi là tụy dưới, thấy nha. Còn từ động mạch mạc treo tràng trên thì nó sẽ chia ra cái nhánh được gọi tên là động mạch tá tụy dưới, cho một nhánh chạy trước và một nhánh chạy sau, thì gọi là tá tụy dưới trước và tá tụy dưới sau thôi, đúng không? Này, giống như khi nãy cô Trần mình chỉ ra với nhau đó, đúng không? Động mạch thân tạng này, động mạch mạc treo tràng trên này, đúng không? Đem máu đến nuôi dưỡng cho khối tá tụy này của mình này. Đấy nha, động mạch thân tạng này đem máu trực tiếp đến nuôi dưỡng cho khối tá tụy thì là thông qua hai nhánh này, đúng không? Đó là động mạch vị tá tràng này và động mạch lách này. Vị tá tràng này là một trong hai nhánh của căn động mạch gan chung của mình á tụi em. Đấy chứ, động mạch thân tạng đúng không, tách ra thành gan chung đây đúng không, đây là lách đúng không, gan chung đi chia ra thành gan riêng và vị tá tràng. Và chính cái vị tá tràng đi là hắn mới đem máu đến để nuôi dưỡng cho cái khối tá tụy này của mình rồi. Thấy chưa? Thì tá tụy, vị tá tràng đi sẽ chia ra thành các cái nhánh này, đó là tá tụy trên trước này, đúng không? Rồi là tá tụy trên sau của mình này, rồi là các cái động mạch tá tràng sau nữa, nhưng mà trên này mình không có thấy, đúng không? Mà họ chỉ cho mình có hai nhánh đây thôi, đúng không? Đó là động mạch tá tụy trên trước và động mạch tá tụy trên sau. Thấy chưa? Còn cái động mạch lách này của cái động mạch thân tạng mà đem máu đến để nuôi dưỡng cho cái phần khối tá tụy này của mình này, thì nó có bốn nhánh mà tụi em thấy người ta chú thích ở đây rất rõ đúng không? Đúng không? Đó là anh tụy lưng ha, rồi là anh tụy lớn ha, rồi là anh đuôi tụy ha,
rồi là cái anh tụy dưới kia của mình ha. Thấy nha, đây nhánh to nè, nhánh to nè, đúng không, nhánh nhỏ nè nhánh nhỏ nè, thấy nha, bốn nhánh động mạch tách ra từ cái động mạch lách của cái anh động mạch thân tạng đem máu đến nuôi dưỡng cho cái phần tá tụy đó của mình, thấy nha. Còn từ động mạch mà ra tràn trén thì hắn chỉ có một nhánh thôi, nó là động mạch tá tụy dưới, đúng không, thì hắn tách ra thành hai nhánh, một nhánh chạy trước với một nhánh chạy sau nữa, đúng không, tá tụy dưới trước với lại tá tụy dưới sau, thấy nha. Tĩnh mạch của hắn thì hắn cũng vậy, tụi em hắn sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp đổ vào tĩnh mạch cửa của mình thôi, đúng không. Mạch huyết thì thần kinh hắn cũng không có gì đặc biệt hết, thôi hắn cũng có một số các cái hạch mạch huyết cũng như là những cái sợi thần kinh tách ra từ cái đai. Để ý cái phần mạch máu cụ thể là cái và cái tĩnh mạch thì như cô nói đó, là hắn là trực tiếp hoặc là gián tiếp đổ cửa, đúng không? Có nên là trực tiếp đổ vào hệ cửa luôn hoặc là gián tiếp đổ vào hệ cửa thông qua cái tĩnh mạch mặt trên tràng trên hoặc là thông qua cái tĩnh mạch lách đó của mình, nên là người ta dùng từ là trực tiếp hay là gián tiếp đổ vào tĩnh mạch cửa, đúng không? Còn động mạch của nó thì như cô trò mình ghi nhận thông qua cái hình mà cô trò mình chia sẻ với nhau đây, đúng chưa? Thì là từ hai nguồn động mạch, đúng không? Thân tạng và mặt trên tràng trên. Đấy nhá. Thân tạng thì nó có hai nhánh, vị tá tràng với lách. Còn mặt trên tràng trên thì nó có một nhánh, đó là tá tụy dưới. Đấy nhá. Cô trò mình dừng lại đây hỉ? Quá mệt đúng không? Quá nhiều thông tin. Hơi đuối rồi cô. Nhớ rồi. Cũng may là không cúp điện lúc 4:30 vậy.